Xin lỗi, tôi đi loạn phòng. Mẹ ơi, vô đây ngủ với anh đi. Ở đây với anh đi mà em. Chúc mày vui vẻ, chị gái thân yêu. Em. Dạ, chủ tịch. Hôm nay không có anh là tôi xong đời tôi luôn rồi. Cậu. Thế nào? Hai người... Cậu có ý gì với Nhã Đan hả? Là thế này. Đủ hiểu rồi chứ? Đón xem Chọc Tức Vợ Yêu lúc 20 giờ từ ngày 7 tháng 10 trên kênh HTV2 V Channel. Xem ngay ngoài hàng Anh có bộ Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.